sau khi bị Tô đánh cho tan tác, ai trong phe Nghệ An sẽ bị Tô tính sổ. Khi Tô Lâm đánh dẹp Vương Đình Huệ, nghĩa là động chạm đến lợi ích của nhóm Nghệ An. Khi đó có quá nhiều thế lực cùng nhắm vào chiếc ghế thì ắt hẳn mâu thuẫn sẽ phát sinh. Nhóm Hưng Yên trông cậy vào Tô Lâm để nâng tầm sức mạnh ở phía kia, phe Nghệ An cũng trông cậy vào Vương Đình Huệ để đợi thời cơ làm bá chủ Đảng Cộng sản. Nhóm Nghệ An có 3 ủy viên Bộ Chính trị thì cả 3 người đều được tổng trọng, sử dụng rất thân thuộc như những người tin cậy vậy. Trước khi nhóm Nghệ An tan tác dưới bàn tay của Tô Lâm thì nhóm này hùng hậu nhất gồm 10 ủy viên Trung ương Đảng, 1 ủy viên dự khuyết và 3 ủy viên Bộ Chính trị. Nhóm này còn tràn trề hy vọng sẽ tăng thêm nhiều ủy viên Bộ Chính trị nữa sau Đại hội Đảng lần thứ 14 nếu Vương Đình Huệ lên Tổng Bí thư. Tuy nhiên, giờ đây nhóm Nghệ An là nhóm có nguy cơ vỡ trận nhiều nhất. Rõ ràng khi tỏ thái độ muốn nắm ghế Chủ tịch nước, đồng thời cho người Hưng Yên nắm Bộ Công an, Tô Lâm vấp phải sự cản trở rất lớn từ Phan Đình Trạc. Với lợi thế là ủy viên Bộ Chính trị và từng là người của ngành công an, không ai có điều kiện tốt hơn Phan Đình Trạc để trở thành Bộ trưởng Bộ Công an. Ỷ vào những lợi thế trên, Phan Đình Trạc đã khiến Tô Lâm vất vả và chống đỡ, dùng Bộ Công an làm đảo chính mềm. Nay đảo chính mềm đã thành công, đây là lúc Tô Lâm lên danh sách tính sổ những ai mà Tô Lâm cho là nguy hiểm. Khả năng cao Phan Đình Trạc là nhân vật thứ nhì sau Vương Đình Huệ trong phe Nghệ An mà Tô Lâm đang nhắm đến. Còn Phan Đình Trạc là Tô Lâm còn ăn không ngon, ngủ không yên, vì với vai trò Chủ tịch nước thì ông có thể bị hạ bệ rất nhiều lý do khác nhau. Ban nội chính là cơ quan đã bị giải thể nhưng lại được ông Trọng cho hồi sinh vào năm 2013, mục đích là để soi chính phủ của Nguyễn Tấn Dũng, moi ra sai phạm. Cơ quan này cùng với Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã trở thành hai cơ quan có nhiệm vụ tìm và nhặt củi về cho cái lò của ông Tổng đem đốt. Cụ thể, Ban nội chính có chức năng tìm củi, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phân loại củi, cuối cùng Bộ Công an vác củi cho vào lò. Hiện nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương do Trần Cẩm Tú đứng đầu đã có người của Tô Lâm cài cắm vào đấy, chính là Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, là em vợ của ông Tô Lâm. Trong khi Ban nội chính Trung ương, Tô Lâm lại chưa thể kiểm soát được. Như vậy, trong thời gian tới, Tô Lâm sẽ nhắm tới Ban nội chính hoặc cài người vào hoặc loại bỏ người đứng đầu. Một nguồn tin riêng cho tờ Thời báo .de được biết, Tô Lâm đang nhắm tới trưởng Ban nội chính Trung ương, có thể dùng chiêu bài đánh tham nhũng không có vùng cấm của ông Trọng và cũng có thể bằng cách nào đó khiến Phan Đình Trạc không thể làm việc được nữa. Không biết sự thật như thế nào, tuy nhiên, căn cứ vào tình hình chính trị hiện nay thì đấy là cách mà Tô Lâm có thể bảo vệ an toàn cho chính ông và nhóm Hưng Yên đang lên của mình. Dù Tô Lâm đã chiếm lợi thế rất lớn trên chính trường, nhưng ông vẫn đang đơn độc trong Bộ Chính trị. Trong khi đó là người nhiệt tình, Phan Đình Trạc lấy được cảm tình của các ủy viên Bộ Chính trị còn lại tốt hơn Tô Lâm. Một khi được các thành viên Bộ Chính trị ủng hộ, nếu không bị loại thì Phan Đình Trạc sẽ là nguy cơ tiềm ẩn với Tô Lâm trong thời gian tới. Mặc dù đã thắng được nhiều nước cờ, nhưng Tô Lâm vẫn chưa thắng được cả ván cờ. Từ đây tới Đại hội lần thứ 14 còn rất nhiều ván cờ nữa. Nếu Tô Lâm ngủ quên trên chiến thắng thì rất có thể ông sẽ phải nhận cú hồi mã thương từ một hay nhiều đối thủ và thậm chí có thể nhận ngay cú đánh của người đang liên minh với mình. Nhóm Nghệ An có 2 tầng. Tầng trên là nhóm ủy viên Bộ Chính trị, tầng dưới là các ủy viên Trung ương Đảng. Tầng trên là mối đe dọa đối với Tô Lâm, còn tầng dưới thì tạm thời không được gây khó khăn cho ông. Cho nên nếu để yên cho Phan Đình Trạc là Tô Lâm tự hại chính mình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .de với bản tin sau khi bị Tô Lâm đánh cho tan tác, ai trong phe Nghệ An sẽ bị Tô Lâm tính sổ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Đánh bà, biện pháp cuối cùng cho các đồng chí loại nhau, liệu Tô Chủ tịch có bị hay không? Ở các nước dân chủ, lãnh đạo được dân bầu lên thông qua các cuộc bầu cử tự do và công bằng, nên đó là sự đảm bảo rằng các phe phái không thể dùng trò bẩn để mà triệt hạ nhau. Khi lãnh đạo tham nhũng, dù với số tiền rất nhỏ,
thì cũng khó mà thoát khỏi lưới pháp luật, chứ không phải là thoát khỏi bàn tay triệt hạ của các đồng chí như ở Việt Nam. Ở Việt Nam, quan chức nào cũng nhúng chàm, nên khi Tô Lâm nắm trong tay bộ máy điều tra khổng lồ, thì gần như ông muốn hạ ai thì sẽ hạ được người đó. Tuy nhiên, bộ máy điều tra trong tay Tô Lâm thì lại không được phép điều tra chính Tô Lâm và phe cánh của ông. Cho nên cũng nhèm nhuốc như nhau cả. Nhưng Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ, Trương Thị Mai thì bị đánh, còn Tô Lâm thì vẫn trong sạch. Với việc đưa hai đồ đệ là Nguyễn Duy Ngọc và Lương Tam Quang vào chốt hai vị trí quan trọng, khiến Tô Lâm ngồi ở ghế tưởng như hữu danh vô thực, nhưng lại trở nên cực kỳ quyền lực. Đang ở thế thượng phong, Tô Lâm không thể dừng lại việc đánh dụng thêm nhiều đồng chí nữa, kể cả Tổng Trọng. Át hẳn các quan chức trong Bộ Chính trị và Trung ương Đảng sẽ cảm thấy họ đang bị Tô Lâm đối xử bất công, bởi dính chàm nhưng họ bị đe dọa, còn Tô Lâm và thuộc hạ thì không sao. Theo dõi những trận thư hùng của Tô Lâm, có thể nhận ra rằng phương pháp của Tô Lâm là lấy tấn công làm phòng thủ. Tô Lâm sẽ không án binh bất động mà đánh, đánh nữa, đánh mãi, cho tới khi phe Hưng Yên làm bá chủ. Các phe khác không còn khả năng đe dọa vị thế của Tô Lâm và nhóm Hưng Yên nữa. Trong các trận thư hùng giữa các đồng chí, người Cộng sản có hai cách để loại bỏ đối thủ ra khỏi võ đài chính trị. Cách thứ nhất là chống tham nhũng không có vùng cấm. Cách thứ nhì là thuốc nhau cho đến chết. Cách thứ nhất thì dành cho những người ở vị thế mạnh, có thể dùng pháp luật làm vũ khí. Người có khả năng dùng cách này là Nguyễn Phú Trọng trước đây và Tô Lâm hiện nay. Còn cách thuốc nhau mà người dân hay gọi là đánh bả là cách có thể dùng cho mọi đối tượng. Tuy nhiên, kẻ mạnh thường có lợi thế hơn. Những năm gần đây, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xuất hiện rất nhiều cái chết bí ẩn mà người dân nghi ngờ là bị đồng chí đánh bả. Có thể kể ra như trường hợp của các ông Nguyễn Bá Thành, Trần Đại Quang, Lê Văn Thành và Nguyễn Chí Vịnh. Hiện nay, luật pháp trong tay phe Hưng Yên của Tô Lâm, lò cũng đang nằm trong tay của Tô Lâm. Vậy nên, không ai ngoài Tô Lâm có thể dùng cách chống tham nhũng không có vùng cấm. Có lẽ đối thủ chỉ có đánh bạc thì may ra mới có thể loại được Tô Lâm. Mà hiện nay, khi Tô Lâm nắm trong tay bộ máy công an và cả đội ngũ cảnh vệ, khó ai có thể ra tay với Tô Lâm được. Tuy Tô Lâm có nhiều tầng, nhiều lớp bảo vệ, nhưng điều đó không có nghĩa là ông tuyệt đối an toàn. Ghế Tổng Bí thư luôn có sức hấp dẫn rất lớn. Tô Lâm quyết đạt được, người khác cũng không thể không muốn. Vẫn còn đó ít nhất hai đối thủ có thể đe dọa vị trí độc tôn của Tô Lâm, đó là Phạm Minh Chính và Phan Văn Giang. Phạm Minh Chính thì thâm hiểm, tuy đang liên minh với Tô Lâm, nhưng đó chỉ là một liên minh lỏng lẻo, tạm thời, chứ không phải bền lâu. Phạm Minh Chính còn nắm quyền thực sự là một điều tiềm ẩn rủi ro cho Tô Lâm. Và ngược lại, để Tô Lâm thâu tóm toàn bộ quyền lực thì đó cũng là mối nguy cho Phạm Minh Chính. Ngoài ra, Phan Văn Giang là một ẩn số nữa. Tô Lâm đang ở thế thượng phong, nhưng càng như vậy thì ông càng đối diện với nguy cơ tiềm ẩn từ các đồng chí, có thể là từ những người mà ông không thể ngờ nhất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin đánh bả biện pháp cuối cùng cho các đồng chí loại nhau, liệu Tô Chủ tịch có bị hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.